Thưa quý vị, sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị, những giây phút cuối cùng tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sắp đến. Lễ an táng đồng chí sắp được tổ chức trọng thể tại thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau đây là hình ảnh truyền hình trực tiếp lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, xin phép ban lễ tang, ban tổ chức lễ tang và gia đình cho đội công tác di chuyển linh cữu ra vị trí.
Thưa quý vị, linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được đưa vào nơi an táng để thực hiện nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ, về với nơi cứu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được đưa vào nơi an táng để thực hiện nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ, về với nơi. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia đình và đại diện các cơ quan, tổ chức ổn định vị trí, chuẩn bị cho lễ an táng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức lễ tang phát biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong mấy ngày qua, hàng chục ngàn đồng chí đồng bào đại diện các cơ quan tổ chức trong cả nước và quốc tế đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đỗ Mười. Sau lễ truy điệu trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại quê nhà. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu. Lực lượng nghi lễ chuyển linh cữu vào vị trí.
Hạ huyệt. Hoàn thành trọng trách lớn lao với đất nước, với nhân dân, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chia tay gia đình, chia tay với đồng chí, đồng bào, chia tay với bạn bè, chia tay với chúng ta để về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống mộ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Sau khi thả nắm đất đầu tiên, xin kính mời các đồng chí và gia đình về vị trí cũ để đội công tác làm nhiệm vụ. Người dân cả nước, đồng chí, đồng bào, người dân quê hương ông sẽ rất nhớ ông, nhớ hình ảnh của ông, một con người giản dị, mẫu mực, hết lòng, hết sức vì quê hương đất nước, vì nhân dân.
Lớp mộ. Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cho Tổ quốc, cho nhân dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, vị lão thành cách mạng, vị lãnh đạo có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, dân tộc, để lại nhiều tình cảm quý mến, sự kính trọng và tiếc thương của đồng chí, đồng bào. Vĩnh biệt ông, người con ưu tú của dân tộc. Thank you.
Tiêu binh mộ vào vị trí. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình cùng đồng bào, đồng chí chuẩn bị phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng ban tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa đồng bào, đồng chí, thưa gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trong những ngày qua, lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, ban tổ chức lễ quốc tang đã cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thay mặt ban tổ chức lễ tang quốc gia và gia quyến đồng chí Đỗ Mười, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ quốc tang và gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đặc biệt cảm ơn
Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo. Cầu chúc hương hồn đồng chí Đỗ Mười yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Đỗ Mười đến đây là kết thúc. Xin trân trọng.